việc Face Tonight được bảo trợ bởi Trung tâm BST dầu Khuân Diệp. Sản phẩm được hoàn thành từ năm 1976, dầu bạc hà và dầu Ultra Heat với hình thức mới, hoàn toàn thiên nhiên, rất tốt cho sức khỏe. City Home giúp mua bán và tài trợ địa ốc với nhiều chương trình mượn tiền đặc biệt, điều kiện dễ dàng, thủ tục nhanh chóng. Đây là chương trình Việt Face Tonight với Anh Dũng và Thanh Thảo. Kính chào toàn thể quý khán giả. Mời quý vị xem chương trình Việt Face Tonight. Chúng tôi mời quý vị cùng bước vào với bản tin buổi tối ngày hôm nay, thứ Năm, ngày 2 tháng 3 năm 2023. Và bây giờ là các bản tin chính. Tổng thống Biden và thành viên Dân chủ Thượng viện đề ra chiến lược cho năm 2024. Thủ tướng Ấn Độ Modi phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G20. Tổng thống Biden sẽ không phủ quyết một dự luật về tội phạm gây tranh cãi. Ngoại trưởng Hoa Kỳ gặp người đồng cấp Nga lần đầu tiên kể từ sau chiến tranh tại Ukraine. Phát ngôn viên Ned Price họp báo về cuộc gặp gỡ giữa hai bộ trưởng ngoại giao Mỹ-Nga. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần tại Mỹ giảm xuống còn 190.000. Một chiếc đèn trần trị giá 300 Mỹ Kim đã thu về được 3.5 triệu Mỹ Kim trong phiên đấu giá. Người tiêu dùng cắt giảm mua sắm tại các nhà bán lẻ lớn. Và đó là các bản tin mà chúng tôi sẽ lần lượt gửi đến quý vị trong chương trình hôm nay. Phần tin chi tiết mở đầu với anh Dũng ngay sau đây. Vâng, thưa quý vị, các thành viên của đảng Dân Chủ tại Thượng viện cùng với Tổng thống Joe Biden đã có một cuộc gặp gỡ và ăn trưa tại Điện Capitol vào trưa nay. Và trong đó thì họ đã đề ra một số các chiến lược dành cho năm 2024. Các đảng viên đảng Dân Chủ tại Thượng viện lần đầu tiên đã có cuộc gặp gỡ cùng với Tổng thống Joe Biden tại Điện Capitol kể từ sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Qua đó thì họ đồng rạch ra một chiến lược về cách có thể tạo được những thành quả trong 2 năm tới trong khi đối mặt với các thực tế mà chính phủ hiện nay đang bị chia rẽ. Cuộc họp đã diễn ra sau khi Tổng thống Biden đã có bài phát biểu trước phiên họp của đảng Dân Chủ ở tại Baltimore vào ngày thứ Tư vừa qua, trước khi đề nghị ngân sách của Tòa Bạch Ốc được công bố vào tuần tới. Chúng tôi đã có một cuộc họp tuyệt vời và chúng tôi đã nói về việc thực hiện những thành tựu của Tổng thống trong 2 năm qua. Đồng thời chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể đạt được nhiều điều tốt đẹp mà lưỡng đảng đã hoàn thành trong 2 năm vừa qua. Lãnh đạo đa số Thượng viện, ông Chuck Schumer, đã cho biết khi rời cuộc họp, đứng cùng với Tổng thống bên ngoài phòng Thượng viện, chúng tôi đang gây dựng một sự đoàn kết lạc quan và chúng tôi rất lạc quan về năm 2024. Cũng bên lề hội nghị này, trong lúc mà Tổng thống của ông Chuck Schumer đứng phía trước phòng Thượng viện, một số các phóng viên báo chí đã hỏi: thưa Tổng thống, khi nào thì ngài sẽ tuyên bố ra tái tranh cử? Tổng thống Joe Biden đã hí hõm và trả lời trong một nụ cười: khi nào mà tôi tuyên bố thì sẽ biết. Cuộc họp đã diễn ra trong bối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024 sắp sửa diễn ra. Cựu Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố chiến dịch tái tranh cử của mình vào hồi tháng 11 vừa rồi, và nhiều người cho rằng Tổng thống Joe Biden sẽ khởi động cuộc tranh cử nhiệm kỳ thứ hai của riêng mình trong những tháng tới, nhưng hiện nay thì vẫn chưa có một câu trả lời chính thức. Một chủ đề chính trong bữa tiệc trưa ngày hôm nay là một lộ đồ dành cho Thượng viện mà khối Dân Chủ hiện nay đang lãnh đạo để vạch ra những đường lối mà họ sẽ làm trong năm 2024. Đảng Dân Chủ đã gặp khó khăn trong việc duy trì khối đa số mong manh 51/49 với 23 ghế để bảo vệ so với chỉ 11 chiếc ghế của Đảng Cộng Hòa. Và các đảng viên Đảng Dân Chủ đã phải bảo vệ các chiếc ghế của mình ở những địa bàn của Đảng Cộng Hòa như tại các tiểu bang Ohio và West Virginia, cũng như là ở các tiểu bang dao động như là Pennsylvania, Wisconsin, Michigan và Nevada. Tuy nhiên, tuyên bố trước báo giới, ông Chuck Schumer, như chúng tôi đã thưa, tuyên bố rằng những chương trình nghị sự của Đảng Dân Chủ trong năm 2024 chúng tôi đã được lên kế hoạch và chúng tôi rất lạc quan về nó. Kế đây là một bản tin liên quan đến hội nghị các bộ trưởng ngoại giao của các nước phát triển trên thế giới, đó là G20. Thủ tướng Ấn Độ Modi đã phát biểu tại hội nghị bộ trưởng ngoại giao G20. Thủ tướng Ấn Độ là ông Narendra Modi đã phát biểu qua video khai mạc hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G20 ở New Delhi hôm thứ Năm ngày 2 tháng 3 năm 2023. Ông Modi đã kêu gọi các quốc gia hãy vươn lên trên sự khác biệt của họ và nói rằng chủ nghĩa đa phương đã thất bại. Ấn Độ hiện đang giữ chức chủ tịch G20 và tổ chức một loạt sự kiện liên quan vào thời điểm mà giới ngoại giao quốc tế đang bị chi phối bởi cuộc chiến ở Ukraine. Ông Modi đã nói:
Chúng ta phải vượt lên trên những khác biệt của mình và không nên cho phép những vấn đề mà chúng ta không thể giải quyết cùng nhau cản trở những vấn đề chúng ta có thể làm được. Các bạn đang gặp nhau vào thời điểm có sự chia rẽ toàn cầu sâu sắc. Với tư cách là các ngoại trưởng, việc các quốc gia, các cuộc thảo luận của các bạn bị ảnh hưởng bởi những căng thẳng địa chính trị hiện nay là điều đương nhiên. Tuy nhiên, với tư cách là nền kinh tế hàng đầu thế giới, chúng ta cũng có trách nhiệm đối với những người không có mặt trong căn phòng này. Thế giới trông đợi vào G20 để giảm bớt những thách thức về tăng trưởng. Ông Modi cũng cam kết sẽ sử dụng vai trò chủ tịch nhóm G20 của Ấn Độ để mang lại tiếng nói cho Nam bán cầu, vì không nhóm nào có thể khẳng định vai trò lãnh đạo toàn cầu mà không lắng nghe những người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi các quyết định của họ. Ông giải thích rằng kinh nghiệm trong vài năm qua, khủng hoảng tài chính, biến đổi khí hậu, đại dịch COVID-19, khủng bố và chiến tranh cho thấy rõ ràng rằng quản trị toàn cầu đã thất bại. Chúng ta cũng phải thừa nhận rằng những hậu quả bi thảm của thất bại này đang phải chịu đựng nhiều nhất tại các nước đang phát triển. Những người mà ông Modi nói là bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi sự nóng lên toàn cầu do hoạt động của các nước giàu hơn gây ra. Một điểm đáng chú ý là ông Modi đã tránh nhắc đến cuộc chiến xâm lược của Nga tại Ukraine trong bài diễn văn khai mạc hội nghị của mình. Trở lại với cuộc gặp gỡ bữa trưa với các thành viên dân chủ tại Thượng viện, thưa quý vị, thì Tổng thống Joe Biden trong buổi trưa này cũng đã lên tiếng và tuyên bố cho biết rằng ông sẽ không phủ quyết một dự luật do đảng Cộng hòa lãnh đạo sắp sửa được thông qua tại Thượng viện nhằm bác bỏ một đạo luật vừa được thông qua về việc sửa đổi bộ luật hình sự mà đã có tuổi đời hàng thế kỷ của địa phương Washington DC là giảm hình phạt đối với một số tội danh. Ông nói với các đảng viên đảng Dân Chủ tại Thượng viện vào ngày thứ Năm. Quyết định không phủ quyết dự luật này giáng một đòn mạnh vào các nhà lập pháp địa phương ở Washington DC, những người trước đây đã từng thúc giục các đảng viên đảng Dân Chủ trong Quốc hội và kể cả Tổng thống Joe Biden nên bỏ phiếu để chống lại dự luật này để có thể bảo vệ quyền tự trị địa phương của thành phố. Tổng thống Biden đã nói với các đảng viên đảng Dân Chủ Thượng viện về quyết định của mình trong bữa tiệc trưa và lưu ý rằng lá phiếu của ông không phải là một cuộc tấn công vào chính phủ tự trị của Washington mà là một sự phản đối đối với một số điều khoản trong bộ luật cập nhật. Tôi ủng hộ chế độ nhà nước của DC và chế độ dân chủ, nhưng tôi không ủng hộ một số thay đổi mà hội đồng tại DC đưa ra, Tổng thống đã viết trên Twitter. Nếu như Thượng viện bỏ phiếu lật ngược những gì hội đồng tại DC đã làm, thì tôi sẽ ký. Và tin tức này đã gây bất ngờ cho một số các nhà lập pháp quận, vì Tổng thống trước đó đã bày tỏ sự phản đối đối với biện pháp của đảng Cộng hòa nhằm bác bỏ bộ luật hình sự của thành phố. Một cuộc bỏ phiếu của Thượng viện để loại bỏ dự luật tại DC này dự kiến sẽ diễn ra vào tuần tới, và nó đã được thông qua vào tháng trước tại Hạ viện cho đảng Cộng hòa kiểm soát với sự ủng hộ của 31 đảng viên đảng Dân chủ. Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ, ông Joe Manchin, người đại diện cho tiểu bang West Virginia, có màu đỏ đậm và sẽ ra tái tranh cử vào năm tới, cho biết vào đầu tuần là ông muốn loại bỏ luật DC. Cuộc bỏ phiếu sắp tới đã chia rẽ các đảng viên đảng Dân chủ tại Thượng viện và phản ánh một hành động cân bằng tế nhị mà đảng phải đối mặt về vấn đề tội phạm, một chủ đề mang tính chính trị mà đảng Cộng hòa thường dùng nó để lên tiếng chỉ trích đảng Dân chủ về vấn đề này và nói rằng đảng Dân chủ luôn luôn mềm yếu trước những vấn đề tội phạm tại DC. Trong một bài phát biểu gần đây thì lãnh đạo thiểu số Thượng viện ông Mitch McConnell cũng đã bảo vệ nỗ lực loại bỏ luật này. Kế đến là bản tin về việc Ngoại trưởng Hoa Kỳ gặp người đồng cấp Nga lần đầu tiên kể từ sau chiến tranh tại Ukraine. Ngoại trưởng Antony Blinken đã gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vào ngày thứ Năm, lần đầu tiên kể từ khi cuộc chiến Ukraine đã bắt đầu hơn một năm trước. Cuộc gặp gỡ ngắn diễn ra khi ông Blinken tiếp cận ông Lavrov bên lề cuộc họp của các ngoại trưởng nhóm G20 tại New Delhi, Ấn Độ. Các quan chức nói rằng họ đã nói chuyện trong khoảng 10 phút. Ông Blinken đã kêu gọi Nga hãy trả tự do cho công dân Mỹ là Paul Whelan, người đã bị giam giữ sai trái, và nối lại cam kết với Hiệp ước Nguyên tử New START. Đó là thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân mà ông Putin đã đình chỉ sự tham gia của Nga hồi tuần trước. Ông Blinken cũng tái khẳng định sự ủng hộ của chính phủ Mỹ đối với Ukraine với nguồn tài trợ vũ khí, thuốc men và ngân sách. Nhưng có một sự hỗ trợ mà ít ai ngờ tới. Chính quyền Biden đang tăng cường viện trợ cho Ukraine trong lĩnh vực nông nghiệp. Ukraine có lịch sử lâu đời về nông nghiệp, là lĩnh vực chiếm tới hơn 40% doanh thu xuất cảng của quốc gia này.
cuộc xâm lược của Nga đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho lĩnh vực đó và nền kinh tế của đất nước Ukraine đã sụt giảm hơn 30%. Bây giờ, Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ đã công bố quan hệ đối tác mới với 3 công ty có lịch sử làm việc tại Ukraine. Họ sẽ giúp hỗ trợ việc lưu trữ nông sản và cơ sở hạ tầng trong lĩnh vực nông nghiệp của đất nước này. Khoản đầu tư về nông nghiệp này dự kiến sẽ tăng năng lực vận chuyển ngũ cốc của Ukraine lên hơn 3 triệu tấn mỗi năm. Và Hoa Kỳ nói khoản đầu tư này sẽ giúp xoa dịu cuộc khủng hoảng an ninh lương thực toàn cầu. Cũng trong bản tin liên quan đến cuộc gặp gỡ với hai vị ngoại trưởng Mỹ-Nga lần đầu tiên sau cuộc chiến Ukraine, thưa quý vị, ngày hôm nay thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao ông Ned Price đã có cuộc họp báo và nhấn mạnh một số chi tiết liên quan đến cuộc gặp gỡ này. Ông nói, quý vị đã nghe tin tức liên quan đến ngoại trưởng và đây là một cuộc gặp khá ngắn với ngoại trưởng Nga là ông Lavrov. Đây không phải là một cuộc gặp gỡ song phương chính thức và đây không phải là một cuộc thảo luận kéo dài giữa hai người. Đây chỉ là một cuộc gặp ngắn ngủi mà Bộ trưởng Hoa Kỳ đã tận dụng để truyền đạt rõ ràng và trực tiếp những thông điệp quan trọng đối với Hoa Kỳ và trong một số trường hợp thì đối với phần còn lại của thế giới. Về đề nghị dành cho tù nhân Paul Whelan, một cựu thủy binh lục chiến Hoa Kỳ, ông Ned Price nói, đây là điều mà trong tất cả các cuộc tiếp xúc quan trọng của chúng tôi với những người đối thoại Nga, chúng tôi đã nêu ra và chúng tôi đã từng gây ấn tượng với họ về sự cần thiết phải chứng kiến việc trả tự do cho ông Paul Whelan. Ông ấy đã bị giam giữ quá lâu, bị giam giữ một cách sai trái và lẽ ra không nên bị giam giữ ngay từ đầu. Như chúng tôi đã nói, trước đây chúng tôi đã không ngừng các nỗ lực để bảo đảm việc trả tự do cho ông ta, cũng như chúng tôi đã không ngừng các nỗ lực để bảo đảm việc trả tự do cho Trevor Reed và Brittany Griner trong suốt năm qua. Những đề nghị mà Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ ám chỉ đến điều này không phải là đề nghị mà người Nga nghe thấy lần đầu tiên trong ngày hôm nay. Đây là đề nghị mà chúng tôi đã từng truyền đạt cho họ một cách thống nhất trong quá khứ. Những gì mà ông ấy đã làm ở đây về ngày hôm nay một lần nữa là một tuyên bố mạnh mẽ từ Ngoại trưởng là Nga nên chấp nhận đề nghị này. Và đổi lại thì nước Nga sẽ nên trả tự do cho ông Paul Whelan. Và kế đến là phần tin về kinh tế Hoa Kỳ. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần tại Mỹ đã giảm xuống mức 190.000. Tin tốt cho thị trường lao động Hoa Kỳ. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần đã giảm trở lại hồi tuần trước. Theo Bộ Lao động Hoa Kỳ, thì số người nộp đơn xin bảo hiểm thất nghiệp lần đầu giảm xuống còn 190.000 trong tuần lễ kết thúc ngày 25 tháng 2. Đó là con số ít hơn 2.000 so với tuần trước đó. Những con số này cũng vượt quá ước tính của các kinh tế gia được hãng thông tấn Reuters khảo sát là vào khoảng 195.000 đơn. Đây là tuần thứ 7 liên tiếp mà số đơn xin trợ cấp thất nghiệp vẫn ở dưới mức 200.000. Bất chấp hàng loạt vụ sa thải nhân viên trong ngành công nghệ, truyền thông và vay nợ nhà, thị trường lao động Hoa Kỳ có vẻ phát triển mạnh mẽ. Tính bình quân có gần như 2 công việc đang cần người đảm trách cho mỗi người tìm việc. Số đơn xin thất nghiệp cũng giảm được dẫn đầu bởi các tiểu bang California và Kentucky và có sự sụt giảm đáng kể tại Michigan, Ohio và Texas. Trong khi đó, đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng mạnh đã được báo cáo ở tiểu bang Massachusetts và Rhode Island. Số lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới tiếp tục giảm cho thấy sức mạnh thị trường lao động Hoa Kỳ được duy trì và làm tăng thêm lo ngại trên thị trường tài chính rằng Quỹ Dự trữ Liên bang có thể tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian lâu hơn. Những lo lắng đó càng tăng thêm bởi một bản báo cáo khác từ Bộ Lao động Hoa Kỳ hôm thứ Năm cho thấy chi phí lao động tăng nhanh hơn nhiều so với ước tính trước đó trong quý tư của năm 2022. Thị trường lao động vẫn thắt chặt mặc dù có nguy cơ suy thoái kinh tế gia tăng và góp phần giữ cho lạm phát tăng cao thông qua việc tăng lương một cách vững chắc. Vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy các vụ sa thải nhân viên lớn chủ yếu trong lĩnh vực công nghệ có tác động nặng đến thị trường lao động. Với việc các kinh tế gia và các nhà hoạch định chính sách nói rằng các công ty này đã thuê quá nhiều nhân viên trong đại dịch COVID-19 và việc họ sa thải nhân viên không đại diện cho lợi ích chung của cộng đồng cũng như là nền kinh tế Hoa Kỳ tổng thể. Một chiếc đèn trần được mua với giá chỉ 250 bảng Anh, tức là tương đương với khoảng 300 Mỹ Kim, từ một cửa hàng đồ cổ ở London, đã được bán với giá gấp 11.000 lần số tiền đã mua. Và nó thu về được 2.92 triệu bảng Anh, tức là tương đương khoảng 3.5 triệu Mỹ Kim, tại một cuộc đấu giá của nhà Christie ở London vào ngày thứ Ba vừa rồi. Năm 1960, thì họa sĩ người Anh ông John Craxton khi đi ngang qua cửa hàng đã nhận ra chiếc đèn chiếu sáng độc đáo của tác phẩm gia của điêu khắc gia
Alberto Giacometti. Và đó là một tác phẩm từng thuộc sở hữu của người bạn quá cố cũng là những ân nhân của ông Peter Watson, một nhà sưu tập và người bảo trợ nghệ thuật. Nhà điêu khắc kim họa sĩ người Thụy Sĩ Giacometti nổi tiếng với các tác phẩm điêu khắc hình người thon dài, chẳng hạn như các tác phẩm có tên L'Homme de Doigt và L'Homme qui marche, một số các tác phẩm điêu khắc đắt nhất từng được bán đấu giá. Bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa siêu thực, ông đã tạo ra nhiều tác phẩm độc đáo nói lên ngôn ngữ điêu khắc của mình, bao gồm cả việc tạo ra chiếc đèn trần chúng ta đang thấy trên màn hình. Ông mất năm 1966 và thọ 64 tuổi. Kiệt tác bằng đồng với lớp rỉ màu nâu vàng cao 53 inches, rộng 60 inches ước tính được bán với giá từ 2 triệu rưỡi đến 3 triệu rưỡi bảng Anh. Năm 2018 thì một chiếc đèn trần Giacometti khác cũng đã được bán với giá hơn 9 triệu Mỹ Kim. Theo một danh mục đấu giá do nhà Christie gửi đến đài CNN trước khi mà họ rao bán các tài sản này, Watson đã đặt mua chiếc đèn trần của mình trong chuyến đi đến Paris, nơi mà điêu khắc gia Giacometti đã sinh sống và làm việc vào khoảng năm 1946 hoặc 1947, và nó được thiết kế dành cho văn phòng của tạp chí văn học và nghệ thuật nổi tiếng ở London, Horizon, do ông Watson đồng sáng lập. Và chiếc đèn trần này được treo trong văn phòng cho đến khi tạp chí này đóng cửa năm 1950, khi nó sau đó đã được cất vào trong kho. Một thập niên sau và sau cái chết của ông Watson, thì ông Craxton đã phát hiện ra chiếc đèn trần trong một cửa hàng bán đồ cổ. Ông đã mua lại nó và treo nó trong phòng âm nhạc tại nhà riêng của mình ở tại Hampstead ở phía bắc London. Và ông Craxton qua đời năm 2009. Sau đó thì chiếc đèn này đã được rao bán với số lượng tài sản của ông trong lúc đó. Michelle McMurlin là chuyên gia cao cấp của Christie và là người đứng đầu bộ phận bán hàng trong thế kỷ 20, đã gọi chiếc đèn trần này là một tác phẩm điêu khắc theo đúng nghĩa của nó. Và nói chuyện với đài CNN vào hồi tháng Giêng thì ông McMurlin cho biết đây là sự pha trộn giữa các tác phẩm và không phong cách của Giacometti. Và như vậy, và cuối cùng chiếc đèn trần này đã được bán lại với giá là 2.56 triệu bảng Anh vào ngày thứ ba, sau đó giá cuối cùng là 2.92 triệu bảng Anh, tức tương đương với khoảng 3.5 triệu Mỹ Kim. Bản tin không cho biết ai là người đã mua lại chiếc đèn trần này. Wow. Một điều phải nói là phi thường. Dạ yeah, vâng. Nó mang một cái ý nghĩa về nghệ thuật. Dạ. Yeah. Yeah. Kế đến là bản tin cuối cùng của chương trình liên quan đến việc người tiêu dùng đã cắt giảm mua sắm tại các nhà bán lẻ lớn. Một số các nhà bán lẻ lớn cho biết rằng người tiêu dùng Mỹ đang thay đổi cách mua sắm trong bối cảnh lạm phát cao. Các nhà bán lẻ như là Target, Best Buy và Macy's cho biết người Mỹ đang chi tiêu ít hơn cho các mặt hàng tùy chọn không thiết yếu như là quần áo và đồ dùng điện tử. Thay vào đó, người tiêu dùng đang chuyển nguồn tiền chi tiêu của họ cho các siêu thị và các tiệm bán nhu yếu phẩm gia đình. Sự chậm lại trong lĩnh vực chi tiêu tùy ý có thể thúc đẩy việc giảm giá đối với những mặt hàng đó khi mà các cửa hàng phải tìm cách giảm bớt lượng hàng tồn kho của họ. Một số nhà bán lẻ nói rằng họ dự đoán doanh số bán hàng sẽ giảm trong năm nay 2023. Trong khi đó, các nhà bán lẻ giảm giá như là TJ Maxx, Marshalls và siêu thị Aldi kỳ vọng doanh số bán hàng của họ sẽ tăng vào khoảng 3% trong năm nay. Ngành bán lẻ nói chung đang phải đối mặt với một năm khó khăn hơn so với hai năm trước. Các vụ phá sản đang chồng chất. Party City, Tuesday's Morning, nhà sản xuất nệm Sota Simons và Independent Pet Partners là một cửa hàng bán lẻ thú cưng đã nộp đơn xin khai phá sản trong những tuần lễ gần đây. Theo các cơ quan xếp hạng tín dụng thì Bed Bath & Beyond, Rite Aid, Joann Fabrics và các chuỗi cửa hàng khác cũng nằm trong loạt tiệm được dự đoán là sẽ phải khai phá sản. Các công ty này đã phải vật lộn trong nhiều năm để tồn tại và dễ bị tổn thương nhất trước các điều kiện kinh tế đầy thách thức hiện tại và trong tương lai. Và thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Việt Face Tonight ngày hôm nay với phần soạn thảo và trình bày của anh Dũng và Thanh Thảo. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã chọn xem chương trình này. Kính chúc quý vị một buổi tối an vui và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Xin kính chào tạm biệt. Chương trình Việt Face Tonight được bảo trợ bởi Trung tâm BST Dầu Khuynh Diệp. Sản phẩm được hoàn thành từ năm 1976, dầu bạc hà và dầu Ultra Heat với hình thức mới, hoàn toàn thiên nhiên, rất tốt cho sức khỏe. City Home giúp mua bán và tài trợ địa ốc với nhiều chương trình mượn tiền đặc biệt, điều kiện dễ dàng, thủ tục nhanh chóng.
trung tâm S&P xin kính chào quý vị. Là một người làm trong ngành y chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, tôi muốn chia sẻ với quý vị về lợi ích của dầu khuynh diệp, dầu bạc hà, dầu Ultra Heat và dầu Paradise, sản phẩm được làm bằng các thành phần từ thiên nhiên và đóng gói tại Hoa Kỳ. Dầu của trung tâm S&P giúp giảm đau cơ, nhức đầu, đau dạ dày, ho và nghẹt mũi. Nếu quý vị muốn mua với số lượng nhiều hoặc mua trực tuyến, xin liên lạc với văn phòng tại số điện thoại hoặc tại website. City Home giúp mua bán và tài trợ địa ốc với nhiều chương trình mượn tiền đặc biệt, điều kiện dễ dàng, thủ tục nhanh chóng. Gọi cho City Home để mua nhà suôn sẻ, nhanh chóng. Gọi cho City Home để bán nhà bảo đảm, hữu hiệu. 10 điều quan trọng phải làm khi mua hay bán nhà. Điều thứ nhất, gọi cho City Home. City Home sẽ làm 9 điều còn lại. Gọi cho City Home ở số 818-383-8569 hoặc 714-383-3217. Quý vị sẽ được hướng dẫn trực tiếp với broker Đồng Nguyễn để có chương trình mượn tiền thích hợp nhất với tiền lợi thấp nhất và lệ phí. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Việt Face TV.